chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay nha. Hôm nay vòng tay của mình sẽ có từ Gia Lai. Gia Lai là một tỉnh thành ở Việt Nam mình nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm, các bạn theo dõi mình làm nha. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ Hà Giang. Hà Giang là một tỉnh thành ở Việt Nam mình nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm, các bạn theo dõi mình nha. Đầu tiên là mình sẽ xỏ màu trắng nhé. Đây mọi người ơi, đây là hai màu của mình nha, màu trắng và màu xanh lá cây nha. Mọi người ơi, đây là màu trắng và màu xanh lá cây của mình nha. Tiếp theo là bây giờ mình sẽ xỏ màu đỏ. Mình sẽ xỏ màu đỏ tiếp nha. Mọi người ơi, đây là ba màu của mình nha. Mọi người ơi, đây là ba màu của mình. Tiếp theo là mình sẽ xỏ màu cam đi. Đây nha mọi người ơi, đây là bốn màu của mình nha. Mọi người ơi, đây là bốn màu của mình. Tiếp theo là mình sẽ xỏ màu tiếp theo mình sẽ xỏ hạt chữ luôn đi. Mình sẽ xỏ hạt chữ nha. Thank you.
Mọi người ơi, đây là chiếc vòng của mình nha. Chiếc vòng của mình đã hoàn thành rồi nha. Video của mình đến đây cũng là kết thúc. Nếu các bạn thích thì có thể cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Các bạn ơi, đây là chiếc vòng của mình đã hoàn thành rồi nha. Video của mình đến đây cũng là kết thúc. Nếu các bạn thích thì có thể cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh nhé.